Buồn say hi, chào mấy anh em đã đến với kênh chuyên lục của mình. Anh em ơi, tôi vừa kiếm được một con game vô cùng là bựa nhây luôn. Đó chính là đi vệ sinh vào lúc 3 giờ sáng ở trong Roblox anh em ạ. What? What the fuck? Rồi, anh em muốn biết cái kết cục khi đi vệ sinh vào lúc 3 giờ sáng sẽ như thế nào thì hãy tiếp tục qua video này nha. Và trước khi đi, anh em hãy cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhớ xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ lên đường thôi. Hello hello tất cả anh em, tôi là Bun đẹp trai đội mũ lưỡi trai vô cùng là xì tai đây. Đó, và bây giờ đang là 3 giờ sáng rồi anh em ạ. Đây sẽ là mục tiêu của tôi trong đêm nay, đó chính là chỉ đi vệ sinh vào lúc 3 giờ sáng mà thôi và nhận những cái kết và các huy hiệu khác nhau. Ok. Tất nhiên rồi, buồn vệ sinh là phải đi vệ sinh gấp đúng không anh em? Mình phải kiếm cái phòng vệ sinh nhà mình cái đã. Ấn vào để bật đèn, bật cái đèn này lên. Ôi, bật cái đèn này lên kiểu gì ta? Không bấm được anh em ơi, thôi rồi kệ đi. Tôi đây, đây nhà vệ sinh của tôi đây thì phải. Mở cửa ra xem nào. Ui đúng luôn. Trời đất ơi, trong nhà vệ sinh có một hình mặt như kiểu Skibidi anh em ạ. Eo giống thế. Không những thế, ui ai đi vệ sinh không chịu dọn dẹp nhà vệ sinh, lấy giấy vệ sinh vứt từ la từ lưa luôn. Ôi giời ơi, ở trong bồn cầu ai đi cầu mà dùng giấy vệ sinh là tiền nhỉ? Bài trưởng, con trai không nhận nuôi yêu thương. Ủa cái gì? Alo, thế là tôi đang là con nuôi của bố mẹ tôi ở trong con game này anh em ạ. Vui lòng không nói với mẹ của bạn rằng tôi đã phá vỡ nhà vệ sinh, tôi đã lấy đi sữa và tôi sẽ trở lại trong vòng 3 tháng tới hoặc 5. Ôi từ bố của bạn. Ủa là sao? Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cần phải xả cái bồn cầu, toàn tiền là tiền. Nhà tôi không có gì ngoài tiền anh em ạ. Xả cái bồn cầu tiền này đi để mình còn ngồi đi vệ sinh nữa chứ. Ủa gì rồi vậy? Luôn bấm xả bồn cầu, thế là tôi nhận một cái kết đắng lòng anh em ạ. Thế là ủa lô, buồn đi vệ sinh mà không được đi vệ sinh luôn, thế mắc gì bắt tôi đi vệ sinh trời. Rồi ở đây có một cái điện thoại, mẹ của tôi nhắn tin anh em ơi, để xem nào. Bà đã có những hạt đậu cho bữa tối. Vâng vâng, được rồi. Ủa là sao? À, hóa ra tối hôm qua mẹ tôi cho tôi ăn mấy viên, mấy hạt đậu nên là thành ra bây giờ 3 giờ sáng tôi bị buồn y anh em ơi. Rồi, và đây là cái nút gì đây? Nút bạc YouTube của tôi anh em ạ. Được rồi, tôi vẫn phải kiếm cách để tôi đi vệ sinh mới được. Mở cái tủ lấy ra xem nào. Đi chui vào tủ. Hay là mình đi cầu ở trong tủ lên nhỉ? Chắc không ai biết đâu. Mày bị điên à? Được rồi, kệ đi. Mình cần lại mở cửa lại ra tiếp. Mục tiêu là đi vệ sinh vào tại 3 giờ sáng. Rồi, nhấn được cái đèn này rồi. Bật cái đèn này lên, phải thắp sáng cái đường đi đấy chứ. Bật hết đèn lên anh em ơi. Công thức pizza. Đây là những cuốn sách nhà mình. Đây là cuốn sách. Ủa alo, thế nó là cuốn sách chứ nó là cái gì lắm mà phải cảnh báo đó là cuốn sách hả anh em? Đọc cuốn sách này và nhận Robux. Lừa. Có mà lừa, làm gì có chuyện đó. Mình hình như mình phải vào phòng bếp nhà mình xem có cái gì không. Đừng chạm vào, đừng chạm vào cái gì trời. Đừng chạm vào cái gì hả? Ủa alo, đừng chạm vào cái gì? Đây là bánh kem của mình mà. Rồi, hay mình uống một lon nước tăng lực nhỉ? Mở đèn đi, bật điện lên. Ui giời ơi, trên tường nhà tôi toàn treo mấy cái tranh ối rồi ôi gì thôi. Bên ngoài này không có gì không? Nhưng mà tôi đang mắc tè, tôi đang muốn vệ sinh anh em ơi. Tủ lạnh mình có cái kem mấy cả một quả táo đây. Thôi kệ đi, tôi cần kiếm chỗ đi vệ sinh cái đã. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài kiếm chỗ giải quyết luôn bận đi. Ôi giời, hello chú chó của tôi, chú chó Capi. Hello, ui giời, chó nhà tôi nhìn nó như con lợn anh em ạ, nó béo, nó úp béo ịch luôn. Ôi, rồi luôn. Tôi đang định dắt nó đi chơi mà nó cắn tôi luôn anh em ạ. Ôi ảo thật, đây hóa ra cái kết là thằng chó bị chó cắn anh em ạ. Rõ ràng là nó là con chó của tôi cơ mà. Bây giờ thì không mà, bây giờ đi vệ sinh ở trong này sẽ bị cái kết đáng lòng lắm. Nên là tôi sẽ đi ra ngoài đi. Cái... đi vào ghế sofa bị mắc kẹt cũng là một cái kết anh em ạ. Ôi ở trên này có tiền này, đã bảo rồi nhà tôi không có gì ngoài tiền anh em ơi. Ô, ở ngoài này có một bạn nào đang đi vệ sinh này. Bạn ơi cho tôi đi vệ sinh nữa bạn ơi, tôi cũng đang mót lắm rồi, tôi cần đi vệ sinh. Tôi kiếm đường ra cái chỗ bạn đấy đây anh em ạ, kiếm đường ra cái chỗ bạn đấy đang đi vệ sinh đó. Đi nhảy qua đây đúng không, nhảy đây không nhảy được. Rồi để xem nào. À, ở đây có một cái khe hở nhưng cũng không đi được luôn anh em ơi. Thôi rồi, không ổn. Không đi được thì mình kiếm cách khác, mình kiếm phương thức khác đi qua chỗ này xem nào. À, đây là nhà hàng xóm của tôi. Những người hàng xóm của tôi đang đi vệ sinh anh em ạ. Rồi luôn, rõ ràng nhà không cổng mà. Không đi vào được. Nhà này xịn xò con bò quá, lắp cả bức tường không gian luôn anh em ơi. Thôi rồi, đi ra đường này phát xem nào, có gì ở trong không. Đây, nhà vệ sinh ơi, trời ơi, có ai ở nhà không cho cháu đi vệ sinh nhà với.
Có vẻ hàng xóm của bạn đang ngủ. Nếu tôi có một cái xà beng, tôi có thể vào được căn phòng tắm ở đó. À, bây giờ mình phải đi kiếm xà beng. Bây giờ quan trọng là xà beng nó ở đâu anh em ạ? Quan trọng là chưa biết cái xà beng ở đâu. Rõ ràng vẫn có đường mà mình bị lạc luôn rồi anh em ạ. Cái kết thật là ối rồi ôi. Cái kết thật là đắng lòng anh em ạ. Ôi trưởng, đi đi đến cuối con đường kia là mình bị lạc luôn. Trời ơi, tôi không đi đường đấy luôn. À, có một cái cửa hàng tạp hóa. Có một cái cửa hàng tạp hóa anh em ơi. Rồi, có ai đổ xăng xong nó không lấy xe về luôn. Xe vẫn bật này, vẫn nổ máy này. Khả năng tôi phải đi về, tôi kiếm cái chỗ đi vệ sinh cái đã nhỉ. Thôi được rồi, vào shop này xem. Mở cửa ra, trạm xăng đã đóng cửa. Nhưng có một nhà vệ sinh bên trong. Tôi cần tìm một cách nào đó để vào. À, trong này có một cái nhà vệ sinh anh em ơi. Rồi. Nghèo ơi, rác tùm lum từ lưa bẩn quá luôn đi chứ. Cái gì đấy? Ô, có một cái thang cho mình leo lên này. Rồi, biết chỗ vào cái, biết chỗ vào trong này rồi. Hello anh nhân viên. Hello. Nhân viên ngủ khay khò khò như con bò luôn đây. Anh ơi, anh định bán hàng cho em không? Em không thiếu. Ui giời, thề luôn, cái shop này em không thiếu gì ngoài tiền anh em ạ. Tiền vứt tà la từ lưa đây luôn. Còn bật cả nhạc để ngủ nữa. À đây, nhà vệ sinh ở đây anh em ơi. Rồi, tôi cần phải mua một món đồ nào đó. Ở đây có sô-cô-la này. Có táo mới à, có quả cam anh em ạ. Nhưng mà tôi không cần cho lắm. À, đây là những cái hột đậu mà mẹ tôi cho tôi ăn tối qua. Đây là anh em ơi, ăn vào bị đau bụng, bị chảy luôn. Ôi trời đất ơi. Cái gì đây, tờ giấy gì đây? Cảnh báo ăn cắp là không được phép ở đây. Nếu bạn muốn ăn cắp hãy đi đến cửa hàng khác. Ủa, cháu đến cho định mua đồ đồng hoàng mà cháu con định ăn cắp gì đâu. Nhưng mà anh bán hàng anh ngủ gáy khò khò như con bò rồi ý. Anh đấy ngủ say sưa quá. À, cái cây xà beng anh em. Đây đúng không? Đây cây xà beng đúng không? Rồi bán cho cháu cái cây xà beng. Anh ơi, anh dậy thanh toán cho em anh ơi. Anh ơi, à, coi như anh ấy thanh toán rồi nhá. Coi như anh ấy thanh toán rồi, bây giờ mình kiếm cách thoát ra khỏi đây đã. Không nhảy lên được anh em ơi, chết rồi. Quả lại mà anh ấy dậy, anh ấy phát hiện mình mất. À, mình có cây xà beng mà. Mình cậy được cửa đúng không? Đúng luôn. Mình cậy được mấy cái tấm gỗ này anh em ơi. Tôi cậy được mấy tấm gỗ, tôi mở cửa đi ra luôn. Đây rồi, có nhà vệ sinh để vào ị rồi. Nhà vệ sinh ở trong cái... Thà luôn, cay thế nhở. Nhà vệ sinh ở trong cái shop đấy cũng không cho mình đi luôn ạ. Quái trời đất ơi. Cực kỳ bực luôn đi chứ. Cực kỳ bực luôn. Lại phải quay lại để lấy cái cây xà beng anh em ạ. Để qua lấy cây xà beng ấy đã. Anh ơi, bán em cây xà beng anh ơi. Rồi, coi như em mua rồi nha. Nhà vệ sinh ở trong cái shop này cũng không đi được. Ui, sao có cả con dao này à. Phá được cái cửa đây này. Phá được cái cửa này cho mình đi này. Rồi, ra rồi. Thoát khỏi cái shop ấy rồi. Mình cần phải qua nhà hàng xóm của mình để đi vệ sinh anh em ơi. Có cây xà beng đây rồi. Không biết tầm này mà gọi hàng xóm dậy, người ta còn đánh cho mình vỡ một con chó sổ mông nhỉ. Rồi, cậy cửa nha. Đêm hôm qua cậy cửa nha người ta. Người ta sẽ đánh cho vỡ mồm luôn đi chứ. Nhưng mà sao tầm này mót rồi. Mở cửa ra, đi vệ sinh thôi. Rồi, sợi tuyệt vời ông mặt trời. Vào được nhà người ta, có ai ở nhà không ta? Ôi, nhà này cũng nhiều tiền hết ta. Đây. Cửa đã bị khóa. Trời đất ơi, kiếm chìa khóa ở đâu đây? Thôi lên tầng xem nào, có nhà vệ sinh. Cái gì đây? Tiếng động vì kêu đấy. Tiếng động gì vừa kêu đấy anh em ơi. Ở đây. Ôi, hello hàng người hàng xóm của tôi. Bạn này ngủ say sưa quá. Điện thoại bạn này có gì không? Không có gì luôn. Ví dụ tôi mà lấy cái đồ gì, bạn này không biết gì luôn đấy chứ. Được rồi, tôi cần kiếm cái nhà vệ sinh ở đây. Nhà vệ sinh đâu? À đây. Đi vệ sinh thôi. Ô, đèo rồi, nhà vệ sinh của bạn này. Nice. Bây giờ mình phải kiếm cái chỗ mình vào đây. Nãy có một bạn đang ngồi đi vệ sinh ở trong này. Đây, cái bạn này. Có một bạn đang đi vệ sinh ở đây. Khả năng là tôi đi được cùng bạn này đấy. Đây. Ồ, đây. Ồ, quán lô. 3 giờ sáng có ai đứng trước cửa nhà, à, trước cái cửa sổ nhà mình nhìn mình vậy. Đây có một bạn đang đi vệ sinh ở ngoài này. Đây bạn này, chứng tỏ cái nhà vệ sinh của bạn ấy đi được. Bây giờ tôi phải qua lấy lại cái cây xà beng này. Tôi cậy cái cửa này ra, tôi biết rồi. Tôi biết có cái đồ để cậy cái cửa này ra rồi. Ôi, bây giờ lọt vào cái khe kia kiểu gì cũng đi vệ sinh được luôn. Tại vì có người đi vệ sinh ở bên, mình chỉ cần đấm bụng đấy, mình cướp cái nhà vệ sinh của ông đấy là được. Cậy cái cửa này ra. Ok, đi vào được không? Mãi vẫn chưa đi vào được vậy. Cậy ra. Được rồi, đi vào được rồi. Đây rồi, có chỗ để đi giải quyết nỗi buồn rồi anh em ơi.
Hello người hàng xóm của tôi, sao bạn lại đi vệ sinh ở đây? Ngoài vệ sinh ngoài trời cũng thoáng mát đấy. Ok. Xin chào cậu bé. Cậu bé cái gì? Bạn là ai? Hàng xóm của mình sao mình lại hỏi bạn đấy là ai nhỉ? Ảo thật đấy. Bạn có thể mua sô cô la được không? Được rồi. Ok. Ơ thế mình phải mua sô cô la cho bạn đấy. Bị bắt cóc. Alo, cái gì đang xảy ra vậy? Mình chỉ xin đi vệ sinh một cái, bạn đến bắt cóc mình luôn, cái kết thật là đáng lòng. Thôi mình gọi mình tức lắm rồi. Bây giờ mình không, kể cả mình buồn đi vệ sinh mình cũng nhịn. Bây giờ mình ngủ một giấc, ngủ một giấc anh em ạ. Tôi nghĩ là lên ngủ một giấc đi. Lên giờ ngủ cho nhanh. Chả đi vệ sinh tầm này đâu, đi ngủ tiếp thôi. Oh no. Ngủ một giấc đến 6 giờ sáng mà tôi bĩnh ra quần luôn. Chết rồi anh em ơi. Tôi ngủ say sưa quá, tôi bĩnh ra quần rồi. Hỏng rồi. Tôi nói khả năng tôi phải dọn ga giường thôi. Đi kiếm cái đồ gì để dọn ga giường ấy đã. Ôi trời, thôi xong. Toàn xong. Mẹ tôi dậy rồi. Mẹ tôi dậy rồi anh em ơi. Con chào mẹ ạ. Là mẹ ơi, con chào mẹ. Không có chuyện gì xảy ra đâu mẹ ơi. À, mẹ đừng vào phòng con nhá. Để con vừa làm gì, con có làm gì đâu, con vừa mới ngủ dậy mẹ ạ. Con không làm gì hết. Mẹ ơi, con không làm gì. Xin lỗi, tôi đã ngủ. Vâng, con ngủ mà con đấy. Mình thành thật với mẹ mình là mình đã ngủ. Rồi, bĩnh ra quần. Bĩnh ra quần là bị mẹ phạt anh em ạ. Rồi, xong luôn này, phải trở về lúc 3 giờ sáng. Ô, có cái thang đi lên đây này. À, tôi lại kiếm cây xà beng, tôi trèo lên cái đấy. Rồi, cây xà beng. Ồ, đóng góp 100 Robux. Tôi không có tiền đâu bạn ơi. Tôi cần đi vệ sinh gấp, chứ tôi không có tiền đóng góp Robux đâu bạn ơi. Rồi, vào đây, cầm cây xà beng lên để đi vệ sinh anh em ơi. Và anh em nhớ là đi vào cái ghế sofa lấy ra nhá. Kẹt ở đấy là cũng bị hẹo đấy. Cậy ra. Ô, không cậy được thì phải. Ủa alo, không cậy được anh em ạ. À đây, cậy được rồi. Đấy, biết ngay trên căn phòng này kiểu gì cũng có một cái nhà vệ sinh hay cái gì đó mà lại tiền. Nhà nhiều tiền thế nhỉ. Ui giời, lâu Robux. Tôi cũng không có Robux, sorry bạn. Lại đóng góp Robux nữa, trời đất ơi, ở trong này có gì đây. Thôi tôi cần tìm một cái nhà vệ sinh. Con biển bánh hamburger các kiểu đây này. Nhà vệ sinh ở đây có không ta? Ủa alo. Mẹ tôi bị dở hơi biết bơi hay cái gì? Mẹ trong Roblox của tôi bị dở hơi rồi anh em ơi. Đêm hôm không đi ngủ, em đứng cả một xó trên gác mái này. Mẹ ơi, mẹ cho con đi vệ sinh. Con mắc tè lắm rồi mẹ ơi, con đi vệ sinh, con mắc binh ra quần lắm rồi. Chào con trai, con chào mẹ. Tại sao bạn không ngủ, vừa xưng con bây giờ lại chuyển thành bạn rồi, ảo thật đấy. Dạ vì con mắc vệ sinh lắm rồi mẹ ơi. Đấy, con cần đi vệ sinh. Vậy tại sao không đi? Ui, làm gì đi được, dưới nhà vệ sinh cũng không đi được. Con đi ra cả nhà hàng xóm rồi cũng không đi được luôn. Con ngủ quên một cái, con bĩnh ra quần cái mẹ còn vào, mẹ phát hiện mẹ đánh đít cả đít con luôn mà mẹ không nhớ. Tôi không thể, bố đã làm hỏng vệ sinh. Ui giời, hóa ra ông bố báo của tôi, ông bố báo của tôi trong Roblox làm hỏng cái nhà vệ sinh rồi. Bà sao? Giết người này đi khi trở lại. Ủa sao mắc gì tiếng giết người này đi khi trở lại. Rồi xong luôn. Cái kết cục lại là mẹ của tôi. Cực khó hiểu luôn rồi anh em ạ. Bây giờ tôi thề luôn, tôi phải làm sao bằng được để tôi đi vệ sinh anh em ơi. Rồi đã thế nhá, không vào nhà hàng xóm, không đi vệ sinh ở nhà tôi đi ra ngoài rừng, ngoài rú tôi đi vệ sinh anh em ạ. Tôi ra ngoài đường tôi đi vệ sinh. Nào, tôi đi vệ sinh ngoài thiên nhiên rồi cũng được. Ô, không biết ai đốt lửa trại đây này. Có cả bánh kem luôn anh em ạ. Ui, bên tầm này ngồi vệ sinh ở đây thì ấm mông lắm anh em ơi. Cực kỳ ấm luôn anh em ạ. Ngủ rồi thật sự. Bạn bị đốt cháy. Quá lâu. Cái kết là đi qua đống lửa mình bị đốt cháy anh em ơi. Cực kỳ ảo, mình cay cái con game này lắm rồi đấy. Bảo mình đi vệ sinh lúc 3 giờ sáng nó không cho mình đi vệ sinh. Thà mình đi vệ sinh kiểu gì cũng bị túm. Không sao, cánh rừng đi đằng xa xa kia nhá. Tôi biết thừa đi đằng xa xa kia là kiểu gì cũng sẽ bị đi lạc. Nên tôi đi gần gần thôi. Tôi không đi xa lên anh em ạ, tôi đi gần gần thôi. Cánh rừng bên này không đi được. Rồi, để sang cánh rừng bên kia xem nào. Ở bên này nhiều rừng, nhiều rú lắm. Bên kia lấy là mình hơi ngu ngơ một tí. Mình đi vào đống lửa thế mình bị thiêu rụi luôn. Mình thử qua cánh rừng bên này xem có chỗ nào để đi về. Bị lạc tiếp, ôi giời ơi. Vừa mới ra khỏi nhà có 3 bước chân lại bị lạc. Ủa alo. Bị lạc lắm vậy trời. Đây rõ ràng nhà tôi mà.
khó hiểu thật sự luôn đi chứ. Rồi tôi nghĩ tôi cần phải đi ra cái cánh rừng bên này. Đi xa xa một tí bị lạc đấy anh em ạ. Rồi luôn bị lạc tiếp nữa. Sao mày ngu thế hả? Ui giời đất ơi, thế cuối cùng có cho tôi đi vệ sinh hay không? Cuối cùng có cho tôi đi vệ sinh hay không trời? Rồi tôi cần đi vệ sinh nha, tôi cần đi vệ sinh nha. Thề luôn cứ đi qua cánh rừng này là bị lạc. Đây mình sẽ kiếm cái góc nào đó để mình đi. Ô, ô, ở đây có một đường đi đi đâu rồi anh em ơi? Ô, có một cái tượng. Tượng không tên. Bức tượng thật là đẹp. Đấy tôi bảo bức tượng này thật là đẹp. Bức tượng này nhìn như kiểu tôi ấy nhỉ. Nhìn như kiểu tôi nhưng mà chưa tạc tôi thôi. Chưa tạc cái mặt mũi của tôi thôi anh em ơi. Rồi, ở đây có một cái hồ. Bây giờ mà tôi đi xuống cái hồ này. Ui, cái gì lớn thế này? Không những có hồ mà có cả mộ luôn anh em ơi. Đây là nghĩa trang hay gì trời? Ui giời ơi, đây là nghĩa trang rồi anh em ơi. Ở bên trong này có gì đây? Đó rồi, tôi nghĩ là tôi phải xuống đây. Tôi đi vệ sinh, ví dụ đi vệ sinh ở đây không ai biết cả. Rồi, ngồi vệ sinh thôi. Ơ, không đi được anh em ơi. Nhưng mà tôi vẫn đang tò mò bên trong nhà này có cái gì nha. Đây rồi, có người bên trong đấy. Chứng tỏ là người đấy sẽ giúp được tôi anh em ơi. Chứng tỏ người đấy sẽ giúp được tôi. Tôi cần phải đi kiếm cái xà beng. Rồi vào đây, vào đây. Đây là một cái ngôi nhà trong rừng. Mở cửa ra. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Wow, một tay sát nhân anh em ơi, tôi đánh nó. Tôi không ổn rồi. Ui giời đất ơi, ba gần nhà tôi có một tên sát nhân. Bây giờ hơi biết bơi. Chạy thôi anh em ơi. Chạy tôi. Rồi tôi khả năng tôi nghĩ tôi phải đi về. Tôi không đi vệ sinh nữa đâu. 3 giờ sáng đi vệ sinh là ố dê quá. Đấy, bị lạc luôn rồi. Rồi anh em ơi, tôi nghĩ là chơi con game này không có một cái kết là hoàn hảo cho mình hết. Đâu đâu cũng là cạm bẫy, đâu đâu cũng là ấy. Đừng muốn đi vệ sinh cũng không đi được anh em ạ. Đó, anh em muốn biết là đi vệ sinh vào lúc 3 giờ sáng trong Roblox sẽ như thế nào rồi đúng không? Như thế đấy đấy. Và anh em thấy con game này buồn cười, con game này vui, hãy để lại cho tôi xin một like và đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.